dâng cao từ khi con tim ngập ngừng lời yêu thương và lời tình đầu anh đã chọn trao em rồi, và anh mong sao tình yêu đôi ta tiếng đó sẽ chẳng xóa nhòa và cuộc tình mình tuyệt vời mãi như hôm nào hỡi em. Lời nói đầu tiên ngọt ngào lời nói chân tình đây con tim anh sẽ trao người anh yêu, hãy cho nhau cuộc tình nồng nàn giữ cho nhau yêu thương ban đầu và chiếc hôn đam mê cho nhau một lời nguyện cầu giữ chiếc hôn nồng ấm trên môi dù tháng năm trôi mau vẫn trao người dấu yêu tình này. Tình yêu dâng cao từ khi con tim ngập ngừng lời yêu thương và lời tình đầu anh đã cho trao em rồi. Sao tình yêu đôi ta tình đó sẽ chẳng xóa nhòa và cuộc tình mình tuyệt vời như những giấc mơ ơi à. Lời nói đầu tiên ngọt ngào lời nói chân tình đây con tim anh mãi cho em dấu yêu, hãy cho nhau cuộc tình nồng nàn giữ cho nhau chiếc hôn nồng ấm trên môi dù tháng năm trôi mau vẫn trao người dấu yêu, dù tháng năm trôi thật mau lời nói sẽ không nhạt phai và những yêu thương nồng say sẽ vẫn mãi trao em. Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tình.
ngày xưa khi mây mưa trời cà na, đôi chim trắng vươn bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn đời. Người tay trong tay bước thuyền vời về đến cõi trời thân tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Bạn hãy xin Đức Giêsu Kitô đến trong nhà mình ngay từ buổi đầu cuộc sống lứa đôi khi hoa nở miền Cana. Sự hiện diện của Ngài sẽ làm cho hũ dầu thắp sáng niềm tin không vơi. Cho bình rượu nồng tiệc cưới Cana ngày nào không cạn. Xin tình yêu Ngài luôn duy trì, hâm nóng và vun đắp tình yêu của bạn. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió dung thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lưỡi hà chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, ngài nâng nâng ly rượu chúc hôn, ngài say theo men của cuộc đời, ngài chung vui với người vui, ngài ban ơn thiêng nỗi tình người. Ngài thánh hoa trời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng. Nhìn nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, đặc biệt là tất cả các đôi hôn nhân, anh Giuse Nguyễn Hữu Phước cùng với kết hôn duyên với chị Maria Trương Thủy Phúc Hiền, anh Đam Minh Nguyễn Khắc Tân kết duyên với chị Teresa Nguyễn Thị Thành Trúc. Hôm nay chúng con họp nhau nơi đây, và Cha cũng như tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây đại diện cho Hội Thánh chia vui với chúng con và mở rộng lòng đón tiếp chúng con cùng với thân quyến bạn bè trong ngày chúng con được thành hôn, tức là chúng con cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời theo lề luật của Chúa Kitô. Trước mặt Thiên Chúa là Cha và cùng với Hội Thánh là Mẹ, chúng con hãy mở tấm lòng để nghe được lời Chúa nói với chúng con, và nhất là Ngài sẽ thánh hiến chúng con
qua bí tích hôn phối trong ngày thành hôn của chúng con hôm nay. Để Chúa đã giúp cho chúng con đến được với nhau, thì Chúa cũng tiếp tục ban ơn và binh vực chúng con, để chúng con thực hiện được cuộc tình này, đạt được đến trọn vẹn như lòng mong ước. Mà không chỉ là mong ước của chúng con, mà chúng con còn đạt là được điều mong ước như lòng Chúa muốn. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và nói thương tuôn đổ ơn Chúa xuống trên các tôi tớ Chúa đây, để khi được kết hiệp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp chất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhường, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải trách cứ người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết những điều ấy, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây liên kết điều toàn thiện. Nguyện xin bình an của Đức Kitô ngự trị trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em được mời gọi đến hưởng trong một thân thể, anh em hãy cảm tạ tri ân. Ước chi lời Đức Kitô ngự trong anh em cách dồi dào, với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy dạy dỗ và chỉ bảo lẫn nhau. Với lòng tri ân, anh em hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca để hát mừng cảm tạ Thiên Chúa trong lòng anh em. Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới. Khi thấy thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với người, họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ, thưa bà, chuyện đó có liên hệ gì đến tôi và bà, giờ tôi chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc, người bảo gì, các anh cứ làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ hãy đổ nước đầy các chum, và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Chúa Giêsu bảo họ, bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, còn những người giúp việc đã múc nước thì biết. Người quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói,
ai cũng đều tiếp đãi rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại xứ Cana, xứ Galilê, và đã tỏ vinh quang Người, và các môn đệ đã tin vào Người. Đó là lời Chúa. Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để nghi muốn kết hôn của chúng con được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt người tất nhiên ngồi thánh và cộng đoàn. Đức Kitô đang động tay ban phúc lành cho tình yêu cung phụ của chúng con, và dùng những tích đặc biệt mà làm cho chúng con nên phong phú và vững mạnh, giúp chúng con mãi mãi thủy chung với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng những tình thánh tẩy mà thánh hiến chúng con. Bởi vậy trước mặt hội thánh, Cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Nguyễn Hữu Phước và chị Maria Trương Thủy Phúc Hiền, cũng như anh Đam Minh Nguyễn Khắc Tăng và chị Teresa Nguyễn Thanh Trúc. Anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự thành thật của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Đam Minh Nguyễn Khắc Tăng, đàn em Teresa và xin anh chúc làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thành vượt cũng như lúc như nên, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em Teresa Nguyễn Thị Thanh Trúc xin nhận anh Đam Minh Nguyễn Khắc Tăng làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thành vượt cũng như lúc như nên, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt cuộc đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà chúng con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa thôn đổ phúc lành của Người trên chúng con, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp là Người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà chúng con sắp cho ra nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Em Teresa Nguyễn Thị Thanh Trúc xin em nhận chiếc nhẫn này là dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giang Minh Nguyễn Khắc Tăng xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thành của em, nhân Cha và Con và Thánh Thần. Một lần nữa tôi thay lời cho giáo hội để chính thức giới thiệu với tất cả cộng đoàn giáo xứ anh Giuse Nguyễn Hữu Phước và chị Maria Trương Thủy Phúc Hiền, từ nay trở đi sẽ là vợ chồng của nhau, cũng như anh Đăng Minh Nguyễn Khắc Tăng và chị Teresa Nguyễn Thị Thanh Trúc là vợ chồng của nhau theo lệ luật của Đạo Công giáo. Mình xin cộng đoàn yêu thương tiếp tục cầu nguyện. Và bây giờ để thể hiện niềm vui, xin cộng đoàn chúng ta trong tràng pháo tay chúc mừng.
thưa chư thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin chưa dùng ơn thanh thần chưa thanh văn của lên này để trở nên cho chúng con mình và máu đức chúa sư khi tôi cho chúng con khi tự mình lập mình chưa có mình ngày cầm lanh manh ta ơn mẹ ta và trao cho các môn đệ và nói tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình hãy sẽ bị độc vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tối người cầm lấy chén cùng ta ơn cho các môn đệ mà nói tất cả các con hãy nhận lấy mà uống vì này là chén máu thầy máu giao ước mới và vinh cứu cho đồ đã cho các con và nhiều người được tha tội các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa cho những người vợ, người chồng vừa bước vào đời sống hôn nhân và đang tiến tới bàn thờ Chúa để tham dự tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô luôn được kết hợp trong tình yêu thương nhau. Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha và cho họ có nam có nữ để người nam và người nữ khi được liên kết lên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Chúng con nài xin Chúa đói thương giơ tay trên chúc lành trên các tôi tớ Chúa đây và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa xin cho các anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành và khi bày tỏ cho nhau những dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên ý hợp tâm đầu. Lạy Chúa xin cũng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình của anh chị vừa gây dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Cha trên trời. Xin Chúa cũng đói thương ban tràn đầy phúc lành trên các nữ tỳ của Chúa đây, để khi các chị chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, các chị biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình của mình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc các tôi tớ Chúa là các anh đây, để các anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng chung thủy, người cha tài đức khôn ngoan và cần mẫn. Lạy Cha chí thánh xin cho hai người đã kết hợp hôn trước mặt Cha đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin chân thành chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa đã đưa xóa tội trần gian, phúc cho được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Đường sống như bạn đời xin cho nàng như mây trên ngàn như suối nồng nàn có thương yêu nâng đỡ hồi an sắt son hiền ngoan con quỳ đây dâng Chúa cho con người bạn đường sống
như bạn đời. Xin cho chàng như mây ly hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau trong tình yêu Thiên Chúa bao. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chúng có ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời. Nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng gian lao muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chờ che lối đi đường về. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đời. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong gia đình mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phôi biết luôn gắn bó với Chúa và bao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ chúng con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng chúng con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa còn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống ban xuống cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bàn tay nắm tay cùng vui sướng trong
chợt nhận ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không thống của Việt Nam. Bây giờ tôi đi thức để
tiện Thảo xin được giới thiệu những cái lễ vật chúng tôi mang tới nhà ngày hôm nay. Xin phép vị đại diện trước khi quý vị giới thiệu những lễ vật này, tôi xin quý vị cùng hành quý chúng tôi cùng Chúa và mời cháu ra để cháu dâu của quý vị cũng như là cháu rể của tôi sẽ được mời những vật này. Xưa các cụ có một câu chuyện là trồng cây cao, trồng dây dầu quấn lên thì hai cháu đây cũng sẽ quấn quyết với nhau trong suốt cả cuộc đời. Đây là những cái lễ vật chúng tôi đại diện đây trình với quý vị. Phần quan trọng nữa. Cái này là cái chủ hôn từ hôm túi tôi không ghi cả, nhưng bây giờ nói lên cái tấm lòng của họ nhà trai chúng tôi đến đây để hiệp chung vui nam chung vui thì mong đại diện cũng nhận cái tấm lòng của gia đình của tôi là chúng tôi muốn xin hết cho tôi thấy như ấy vật là cái tấm lòng của hai gia đình giữa con người và hôm nay cũng là sự liên kết của ông bà cũng như vị đại diện đến đây được cái nghề thức cái ngày
tôi và gia đình chúng tôi, và đã sắm sinh lễ này tuy là nó là những lễ vật nhưng nó mang lên cái tâm lòng chân thành. Chúng tôi cũng xin tất cả những lễ vật mà quý vị đã đưa lên đây, và đặc biệt là chúng tôi nhận thấy là có những trang sách có thể là giảng diễn. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân cho anh mơ mộng. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm. Sinh lễ cũng như quý vị đã làm cho bà cho cháu, chúng tôi xin chúc mừng bà con tư chúng tôi đã giải quyết con xin mời bà nghiệp họ đã giải quyết sống với một đồng nghiệp kia không có gì. Rất là cảm ơn vì đại diện họ rằng gái thì hôm nay tất cả là chúng ta xây dựng cho các cháu trong cái tình yêu thương. Thì như trước nãy giờ anh đã nói chuyện rồi, thì hai bên đều nhất trí là mẹ cũng đeo những trang sức cho con, rồi giờ họ nhà gái có nhà ý mời họ nhà trai chúng tôi cùng chung vui tiệc. Tôi cũng thay lời cho họ nhà trai cảm ơn trước, và bắt tay họ nhà gái cái là chúng ta ra tiệc thôi, có vậy thôi chứ còn gì nữa đâu. Rồi mai được tính việc ngày mai. I'm
Thank you.
anh chỉ riêng em thôi, cùng bên em trong những lúc em hờn em ghen. Dù mây đen anh sẽ đưa em hết con đường, tình anh đây luôn mãi trao em nồng say. Tình đã lên ngôi xanh đôi cho chúng ta nay bước cùng nhau. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu đã là đề tài muôn thuở của những trái tim lỗi nhịp. Chung chinh nhớ, vùng về thương, họ phải mất một khoảng thời gian, có khi là cả một cuộc đời để tìm kiếm một nửa hạnh phúc dành cho riêng mình. Trịnh Công Sơn đã từng nói, yêu nhau là không phải hai người chỉ mãi mê nhìn nhau, mà hai người phải cùng nhau nhìn về cùng một hướng. Và phía cuối con đường ấy là nơi bình yên, là nơi hạnh phúc, và họ đã sống như tìm thấy nhau trong cuộc sống bình dị này. Tình yêu là tiếng đàn muôn điệu, là tâm hồn đi khắp bóng hình ai, là những nhung mơ mộng suốt đêm dài, là chờ đợi bước chân người yêu tới. Yêu là ánh mắt nhìn nhau không nói, môi mỉm cười mà miệng chẳng nói thành câu, lúc gặp nhau quên hết mọi ưu phiền và thấy cả cuộc đời đầy sắc thắm. Quý vị thân mến, Đoan Ương, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Nguyễn Khắc Băng cũng vậy, họ đã mãi mê đi tìm hạnh phúc, mãi mê đi tìm một nửa tình yêu của nhau, và sau năm tháng đi tìm hạnh phúc ấy, họ đã tìm thấy nhau nơi phía cuối con đường, nơi ngập đầy hoa thơm và nắng đẹp. Kính thưa quý vị, và không để quý vị chờ đâu lâu nữa, xin quý vị hướng mắt về phía cuối cổng hoa bữa tiệc lễ vu quy trọng đại ngày hôm nay, để được chào đón một bức tranh tình yêu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, bằng một tràng pháo tay chào đón nồng nhiệt nhất, để chào đón Đoan Ương, Thanh Trúc và Khắc Băng. Quý vị, hiện diện trên hôn trường bữa tiệc lễ vu quy hạnh phúc ngày hôm nay là Đoan Ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đó là tân nương Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên cùng tân lang Nguyễn Khắc Tăng. Xin quý vị hãy dành tặng cho họ một tràng pháo tay chúc phúc nồng nhiệt nhất. Vâng, và kính thưa quý vị, trong buổi tiệc trọng đại ngày hôm nay, chúng ta không thể nào quên ơn nghĩa sinh thành, công ơn nuôi dưỡng. Về phía họ tộc, họ nhà gái, chúng tôi xin mời tân sinh phụ mẫu của tân nương Thanh Trúc, xin mời ông Nguyễn Đức Thiệu và bà Trần Thị Diễm Kiều. Và song hành với họ tộc, họ nhà gái, chúng tôi xin mời tân sinh phụ mẫu của tân lang Khắc Tăng, xin mời ông Nguyễn Khắc Tuyết và bà Nguyễn Thị Hoàng Yến. Xin mời về đại diện hai bên gia đình là ông Thiết và bác Võ cùng song hành tiến lên sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Khi thưa âu con nào đâu có biết, mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền, dù bao giờ mưa mẹ là những tiếng hát ấm áp giúp con khi đông lạnh về. Quý vị thân mến, Hùng Nhung xin được giới thiệu Đoan Ương cũng như quan viên hai họ tộc nhà trai nhà gái trong buổi tiệc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đứng bên tay phải của tân nương Nguyễn Thị Thanh Trúc là tân sinh phụ mẫu ông Nguyễn Đức Thiệu và bà Trần Thị Diễm Kiều cùng ông Thiết, về diện họ nhà gái có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đứng bên tay trái của tân lang Nguyễn Khắc Tăng là tân sinh phụ mẫu ông Nguyễn Khắc Viết và bà Nguyễn Thị Hoàng Yến cùng bác Võ, về diện nhà trai có mặt trong buổi tiệc hạnh phúc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và lời đón đầu tiên xin cho Đoan Ương cũng như quan viên hai họ tộc nhà trai nhà gái chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Quý vị thân mến, Đoan Ương, Thanh Trúc và Khắc Tăng họ đã yêu nhau, và sau năm tháng tìm hiểu được sự tác hợp hòa nhìn và sự trách nhiệm của Thiên Chúa, hôn lễ của Đoan Ương được diễn ra tại Thánh đường Giáo xứ Thái Xuân vào 17:30 nhằm ngày 1 tháng 9 năm 2017, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Đinh Dậu. Và ngày hôm nay, quan viên họ tộc họ nhà gái chúng tôi tổ chức một bữa tiệc thân mật, mời quý vị đến đây để tham dự bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc cho Đoan Ương, Thanh Trúc và Khắc Tăng. Kính thưa quý vị, để đáp lại tấm chân tình của quý vị, vì đại diện họ nhà gái, có lời xin gửi đến quý vị cùng quan viên họ nhà trai. Vâng, xin kính mời ông Thiết. Vì đại diện họ nhà trai cũng như quý tộc họ nhà trai, kính thưa quý khách
đến đây dự tiệc vô quy. Kính thưa quý vị, con cháu của chúng tôi đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, và đặc biệt là sự yêu thương của cháu Khắc đã yêu thương cháu. Và hôm nay chúng tôi có tổ chức lễ vu quy, tiệc mừng vu quy. Quý vị đã nhận những cánh thiệp hồng và quý vị đã đáp lại những lời mời chân tình của chúng tôi. Chúng tôi xin chân trọng cảm ơn, và đặc biệt vì đại diện của Hoàng Nhà Trai cũng như quý tộc Hoàng Nhà Trai cũng đã đến đây để chung chia vui mừng bữa tiệc này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Từ lại những lời có nghĩa và chân thành ấy, bác võ về điện họ nhà trai có lời xin đáp từ quan viên họ nhà gái. Vâng, xin kính mời. Xin cảm ơn chị. Kính thưa về đại diện họ nhà gái, kính thưa quý ông bà cha bác trong quan viên hai họ và tất cả quý khách đang hiện diện nơi đây. Hôm nay họ nhà gái đã tổ chức một buổi tiệc chính thức mừng cho cô dâu, và chúng tôi rất hân hạnh được quý vị tiến đó và mời chúng tôi tới đây cùng tham dự tiệc vui này. Thì tôi cũng không biết nói gì hơn là xin chúc đầu tiên cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc, và hai bên suy ra được gắn mãi tình nghĩa cho mãi mãi. Và cảm ơn vị đại diện họ nhà gái cũng như tất cả quý cha bác cùng tất cả quý khách đã hiện diện nơi đây. Tôi xin gửi lời đến cảm ơn đến tất cả quý ông bà cha bác cũng như toàn thể quý khách có mặt nơi đây. Xin chân thành cảm ơn và xin cảm ơn. Vâng, và kính thưa quý vị, một lần nữa Hồng Nhung xin được cảm ơn lời phát biểu rất chân thành, rất cao nghĩa của vị đại diện họ nhà trai là bác võ. Thân mến, từng trong bữa tiệc vui quy, sự có mặt của vị đại diện hai đêm gia đình là những điều rất tuyệt vời và quý báu dành tặng cho họ tộc nhà chúng tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Trước khi trở về bàn tiệc, xin mời ông Thiết và bác võ hãy tiến lại gần và bắt chặt một cái tay để kết chặt tình thông gia. Quý vị thân mến, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Tình anh như nước dâng cao, tình em như dải lụa đào tẩm hương. Trai khôn lĩnh được vợ hiền, song banh thay pháo kết tình phu tê. Xin mời đương hương hãy đi đến chiếc bàn phía trước và thực hiện nghi thức đầu tiên trong buổi tiệc ngày hôm nay. Sông banh tiếng thiết khi tình vui ra, Hồng Nhung sẽ thay mặt đôi hương Thanh Trúc và Khắc Tăng cũng lời quen viên hai họ tộc nhà trai nhà gái. Cảm ơn quý vị đã dành đôi chút thời gian đến đây tham dự buổi tiệc lễ vui quy hạnh phúc này. Một lần nữa xin chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và làm ăn phát tài phát đạt. Xin chúc đôi ương của chúng ta trong năm tình viên mãn, tạc đầu nghĩa phu thê, và nguyện Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho tình yêu của hai bạn hôm nay và mãi mãi. Hương của ruột sông banh làm tình yêu của họ càng thêm đậm đà, màu của ruột sông banh như màu hai trái tim hòa quyện vào nhau. Và từ ngày hôm nay chỉ biết huyền mới hiểu biển mênh mông dường nào. Con dù lớn vẫn là con của cha mẹ, đi suốt cuộc đời cha mẹ vẫn theo con. Nước biển mênh mông không tan đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Xin mừng đôi hương hãy kính dâng lên cho song thân phụ mẫu của tâm lòng Khắc Tăng. Công cha dưỡng dục tự non thái, ân mẹ sinh thành tự dưỡng nông. Xin quý vị hãy xót đầy những ly bia, ly nước ngọt trước mặt mình lên, nâng thật cao, uống thật cạn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi hương Thanh Trúc và Khắc Tăng. Xin mời hai tập của chúng ta hãy tiến lại gần nhau, ngồi cùng một cái ly để cách
Hương một lần nữa xin được chúc mừng. Một khoảnh khắc hết sức đặc biệt mà Hồng Nhung nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời, rất hạnh phúc đối với đôi ươm Thanh Trúc và Hết Tăng. Vâng, xin mời hai quý song thân hãy tiến lại gần nhau, bắt chặt một cái tay để kết chặt tình thân gia họ Song Nguyễn. Vâng, xin kính mời hai quý song thân ạ. Xin mời song thân hãy tiến lên trước ạ. Xin mời song thân hãy tiến lên trước. Vâng, xin mời hai phụ mẫu ạ. Rồi, bước xuống ạ, từ từ, hai bà chậm chậm. Quý vị thân mến, xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để hai anh tập một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý vị, chữ chung thì để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, chữ tình đôi ta. Xin mời hai bạn hãy nâng ly rượu tình yêu lên, đan chữ tay nhau và thực hiện nghi thức uống rượu giao ôi. Quý vị thân mến, Hồng Nhung sẽ đếm từ 1 đến 3. 1, 2, 3. Rượu giao ôi, cờ môi uống cạn, rượu chung tình ta kết trong năm. Một tràng vỗ tay cho ngày Long Phục thành hôn đi ạ. Rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Những nụ cười hạnh phúc, những nụ cười mãn nguyện đầy diện trên đôi môi của đôi ươm Thanh Trúc và Hết Tăng. Kính thưa quý vị, ngoài hương rượu đậm đà của rượu champagne, đôi ươm còn chiên ngọt sẽ đùi qua phần các bánh cưới. Xin mời hai bạn hãy đến thắp bánh hồng và thực hiện nghi thức tiếp theo trong bữa tiệc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, cô kia cắt bánh một mình, cho anh cắt với chúng mình làm đôi. Cô kia cắt nữa hay thôi, cho anh cắt với thành đôi vợ chồng. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, để em là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Và cho rể cắt tăng sẽ là lối nhỏ, cho cô dâu Thanh Trúc bước vào đời. Dành cho chút thời gian hướng mắt về phía hôn trường, nơi hiện diện cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa tuyệt vời ngày hôm nay. Quý vị thân mến, quý vị và Hồng Nhung từng hỏi rằng tại sao trong bữa tiệc tuyệt vời ngày hôm nay, Tân Lan Khắc Tăng không dành tặng cho người vợ yêu dấu Thanh Trúc của mình một nụ hôn phải không? Kính thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đấy ạ. Hồng Nhung xin đếm ạ. Rất đậm đà, rất mượt mà và cũng rất là khó quên. Một lần nữa xin cảm ơn đôi ươm rất nhiều. Xin chúc hai bạn có những bức ảnh tuyệt vời và những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình cũng như là người thân. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Xin mời trở về bàn tiệc. Âm nhạc Hoàng Phúc đến từ Bảo Vinh, Long Khánh, Đồng Nai. Tuyển dịch vụ nấu ăn Gia Bảo đến từ Nguyễn Văn Cừ, phường Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai. Quý vị thân mến, và đại biểu tiệc âm nhạc chúng ta thêm phần sôi động. Xin mời quý vị hãy yêu ca hát và dành tặng cho đôi ươm một ca khúc. Và hôm nay nghĩa chặt vời, xin mời quý vị cùng đến thức. Oh!
hồn chưa đi vào tôi thì lầu đào mang tên tình ai, có hai đứa chúng ta mà thôi. Kính thưa quý vị và thưởng thức một ca khúc viết về tình yêu của nhạc sĩ Võ Thị Thanh với giọng ca vị đại diện họ nhà gái, đó là giọng ca của bác Thiết. Quên nữa xin cảm ơn một ca khúc rất tuyệt vời của bác. Họ nhà gái đã hát bài xây lâu đài tình ái, thì tôi xin tiếp vào cái xây lâu đài tình ái là chúc cho hai cháu xây lâu đài tình áo tình ái này 90 năm cùng đời và 60 năm cùng đời. Keep on loving.
đây. Thật sự là rất tuyệt vời. Một lần nữa xin cảm ơn giọng ca của chị Thảo rất nhiều. Kính thưa quý vị, theo chương trình xin quý vị hãy đến với một giọng ca. Xin mời giọng ca Bích Liên tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời. Sân vui cưới và cùng thể quý khách được một bữa ăn rất là ngon miệng. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bài hát rất là tốt đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn giọng ca. Em đang mơ về một
ngôi nhà đầy che thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó, mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay là sẽ không cách xa bao giờ.